hội cầu phượng tới. Hey, chào các bạn, mình là Tâm Chè đây các bạn ơi, rất vui được gặp lại các bạn nha. Hôm nay mình đang ở trên đường Võ Văn Kiệt này các bạn. À, đường Võ Văn Kiệt đối diện quán cà phê Lem Coffee này các bạn, đối diện đường hẻm quẹo vô Nguyễn Trường Tộ này các bạn. Là mình đi ăn sáng với một bạn, bạn mới vô, bạn mới chuyển về các bạn ơi. À, hôm nay mình đi ăn phở các bạn ơi, phở Hoàng Vũ tái nạm gân gầu. À, không có địa chỉ các bạn ơi, đó đại khái là ngay chỗ này thôi, ngay chỗ là đường đối diện đường Nguyễn Trường Tộ nha, đường vô hẻm quẹo hẻm Nguyễn Trường Tộ này các bạn. Đây đối diện quán Lem Coffee các bạn. Đây vô kêu ra phở đi. Rồi cho cậu hai tô phở, cậu khỏi cậu là tổ nạm. Nhưng bán từ mấy giờ tới mấy giờ bà chủ? Bán từ 6 giờ đến 11 giờ khuya. Ờ vậy là bán nguyên hàng, bao hàng luôn các bạn ơi. Từ sáng sớm đến chiều tối luôn. Thì khuya luôn các bạn ơi. Lúc nào cũng có ha, bao nhiêu tô bà chủ? 30.000 một tô. À 30.000 tô rồi, ok. Đây các bạn, coi thịt. Nói chung là cháu cũng mới dọn về đây các bạn ơi. Mới mất mặt bằng bị dời tới giờ lôi dịch Covid đó các bạn. Nên các bạn thông cảm nha. Mới dọn về bán, lượng khách cũng chưa được nhiều. Các bạn mong các bạn ủng hộ nha các bạn. À, rồi cho cậu một tô, nước nhiều nha. Không tô rồi, anh Nam kêu tô gì rồi đó. Kêu tô gì rồi em ruột? Tới gần hả? Rồi, nãy anh quên chụp màn hình trước. Rồi, vậy anh Hồ quay giùm anh. Ăn đi rồi, Hồ quay giùm anh. Vậy thôi. Anh quên chụp màn hình trước. Nãy màn hình trước là nhét vô cái này là mình thấy mình tự sướng được rồi. Thấy không? Quên. 30.000 một tô các bạn. Hả? Đổi lại ghép mất không? Đâu có. Chè đâu biết cắt ghép gì đâu. Đổi lại được rồi nhưng mà phải ghép. Tại vì đổi lại là nó là cái clip khác rồi. Cái đoạn khác rồi. Thấy không? Đây đúng không? À, đổi lại là nó là cái đoạn khác rồi. Khi mình up lên nó bị gián đoạn. Mình up lên là mình phải up lên 2 clip chứ không phải 1 clip, mình phải cắt ghép. Rồi anh chơi video mộc không? Là chơi video mộc. Có sao là nói vậy người ơi, có sao up vậy người ơi luôn các bạn ơi. Đây chào các bạn đi. Bên đây có một bạn hiện mới chuyển về làm chung với Tâm Chè các bạn ơi. À, thành ra bạn tên Nam nha các bạn, thành ra đi ăn sáng chung. Mình tắt đồ lên giùm cậu đi. Đã tô trước cho ông Nam đua đi. Qua mình chụp màn hình trước rồi. Có sao nói vậy người ơi, không có cắt ghép gì nghe các bạn. Tiêu không xuống luôn à. Cái tiền không có xuống luôn. Thấy không, Út xài điện thoại cùi bắp không? Đây, hai đệ tử của Hoàng Vũ đây các bạn ơi. Sơ sạc đi học. Chào tất cả mọi người đi con, lúc này ốm nè. Chào mọi người. Con tên gì? Con tên Huy. Hả? Con tên Huy. Là ai vậy? Con của Hoàng Vũ phải không? Dạ. Rồi. Con gái hay gì? Chờ chút xíu bạn ơi, rồi của cậu. Đây của cậu có gọi luôn hả? Rồi vậy bơi đi, rồi quay giùm anh. Bơi đi. Thôi bơi đi, rồi quay giùm anh. Đâu cái gì đâu. Gáp gì đâu. Anh bơi nhanh lắm. Bơi nhanh bơi trước đi. Rồi. Em chậm tay, chậm lâu. Em chậm lâu luôn hả? Đâu vậy? Em chậm lâu luôn hả? Ê, đừng đụng gì hết, đừng đụng bất cứ gì hết. Đây. Nhắm canh giùm anh, giữa cái tô với cậu. Các bạn nha, bảo Hoàng Vũ các bạn ơi, ở đây đó mang cái tàu làm 6 tô các bạn, ở này phải chụp của Nam hả, đây làm ớt luôn, xú vô, bơm vô các bạn ơi, bơm vô, đây phải chịu khó rồi, chiều nay làm clip các bạn, chiều nay là clip là cá ba sa 3 ký, không phải cá gì, cá bột lao 3 ký. Nướng cái gì ta? À nướng với bạn. Làm món mới cho bạn nha.
nướng cá bông lau ba ký các bạn, nướng với bạn. Giờ nay mà các bạn theo dõi nha, phát trực tiếp cho các bạn cùng xem nha. Một núi rau. Là một phía sáng được, một phía đi 2 giờ các bạn ơi. Chiếc nắng chịu không nổi. Có rau một núi luôn, có. Đi 2 giờ luôn. Quá trời nắng. Này cả 8 rưỡi 9 giờ giờ chứ như 10 giờ rưỡi như hôm qua chết chịu không nổi. Qua gần 10 rưỡi bây giờ tới nhà. Thấy nó gần 10 rưỡi mới đi về. Trời bổ ghét, tập chè dữ lắm, ra một nắng quá các bạn ơi. Rồi, bạn cảm ơn mọi người. Đây, đập chả nó đó. Yên ra. Ơi, cháo nó ngọt lắm các bạn. Thịt bò tái thì mềm. Nha. Yeah. Này nãy à nó chưa tái mà cháo nó làm gân gầu thập cẩm chơi luôn. Dễ nung. Quá mệt. Thịt nhiều lắm nha các bạn. Tại buổi giờ cái gì cũng lên giá. Mà bán tô bò bò, tô bò 30.000. Rất rẻ các bạn ơi. Bạn nhớ nha, ở Hoàng Vũ nha các bạn. Ngoài đường Nguyễn Huệ quẹo vô. Phía bên tay phải nha các bạn. Khoảng chừng 70 mét. Ngay cua quẹo vô đường Nguyễn Thượng Tổ đó các bạn. À, đường Võ Văn Kiệt. Nồng quá mọi người ơi. Giờ mà anh mấy phút rồi anh Trang? 7 phút rưỡi. Mới 7 phút rưỡi hả? Con ngọt. Thịt nhiều lắm mọi người ơi. Bò mềm lắm. Đây không đem đế theo, ra nhờ anh em ruột quay giùm các bạn. Chứ có đem đế theo thì khỏe. Đang mang cái tàu trên xấu bỏ trong chè luôn rồi. Đi làm cho vlog kênh khác rồi các bạn. Từ lúc ông làm cho mình thì ông chưa có ai biết hết. Khi ông làm cho mình mọi người đều biết rồi cái ông lại là bỏ đi làm cho người khác đó. Chắc có lẽ là người khác được cách xe cao hay gì, những xe cao thì cũng nói với tụi trẻ biết ha, không nói gì hết. Thôi thì mình tết sau mình làm vậy, mình dám làm mình tự lực cánh sinh các bạn ơi, biết sao giờ nha. Mong rằng các bạn ủng hộ cho các bạn cho vợ chồng tập kiện nha. Đánh nó muốn đòi thì cái xe cao lên thì ông nói, nó không nói gì hết, tự nhiên ông bỏ đi rồi ông khóa máy luôn các bạn, đổi sim luôn. Ông ra cái tiền mà làm YouTube đó là đâu đủ nuôi ổng đâu. Ông tưởng đâu là cao lắm. Mà mình cũng đâu nói gì, không giờ nói. Để mình chấp nhận nè, chỗ này là chỗ mình yêu thích nè các bạn nha. Mình niềm đam mê mà, nhưng mà tại vì ông tính cái đạo ông tưởng đâu mình lãnh lương nhiều lắm. Tái nạn con ơi.
quá, đang lên làm ấp rồi đó, nóng quá nóng. Nghiệp nhỏ quay phim hỏi con nhỏ con nhé. Nấu gì mà anh phải ăn ngồi cho nó quen đó. Quen. Ở lại chị nó muốn phải á. Thôi rồi. Mười một. Mười hai, mười ba, hai phút rồi vô báo cáo luôn. Làm video mộc nha các bạn. Mộc là các bạn ủng hộ nha. Gòn tới giọng cuối cùng. Là ngon lắm các bạn. Cùng phở 30 ngàn mà nó rất ngon. Bye bye các bạn nha. Những video này sao các bạn ơi. Chào tạm biệt. Bấm dùm anh nút đọt.